mình là Đoàn Áp Zoom. Mình đang trên tay chiếc iPhone 8 Plus nhé. Thì con iPhone này hiện nay đã bị restore ra Hello và nó là OS 15 rồi. Thì OS 15 hiện nay đã có thể bypass nhận SIM full chức năng đầy đủ được, nhưng với điều kiện là máy các bạn phải chưa chạy phần mềm ra Hello nhé. Máy nó phải đang khóa mật khẩu hoặc là đang bị vô hiệu hóa, đang không khả dụng nhé, thì sẽ bypass nhận SIM full chức năng được, đăng nhập iCloud, iCloud các thứ ok. Đấy. Còn như đối với con này thì đã bị bypass Hello rồi và nó cũng không có file backup lockdown cũ nhé. Đối với những cái máy mà cũ mà bypass nhận SIM ấy mà có còn cái file lockdown ấy thì mà lỡ update lên 15 bên mình vẫn có phương án cứu ok nhé. Còn con này thì bây giờ chỉ đi bypass làm nhận SIM, làm không nhận SIM thôi, dùng wifi thôi nhé. Không nhận SIM ấy mà dùng wifi chơi game, những cái máy mà OS 15 ấy thì chúng ta sẽ phải order một với cái tool là L-Pro Magic Hello. Nếu mà các bạn làm qua tool này thì cái giá các bạn phải order cái ASIC để làm cái bằng cái tool này giá khá là cao đấy. Ví dụ như con 8 Plus này giá của nó là 17,5 đô nhé. Còn các bạn mang qua bên mình ý, thì làm giá sẽ tốt hơn cái giá các bạn order này nhiều. Đồng thời các bạn sẽ phải có một thiết bị nữa gọi là cái cáp DCSD. Đấy, cái cáp này chuyên để thao tác các iPhone, iPad trong màn hình hồng. Đấy, ở chế độ màn hình hồng nhá. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đi tiến hành mình order ASIC của con iPhone 8 Plus này và mình bypass không nhận SIM nhá. Các bạn chưa order ấy mà các bạn chạy trên tool ấy nó sẽ báo lỗi nhá. Đấy. Nên là báo là device not resize này. Đấy, các bạn sẽ phải lấy cái mã này, các bạn order nha. Cái mã ASIC này các bạn ok order thì nhé. Nhấn tool nó đã chạy nhé và đưa máy về chế độ PWNDFU nhé. Đấy thì thứ tự chúng ta sẽ làm hết các bước từ trên này xuống đến cái bước cuối cùng này là máy sẽ vào được trong ok nhé. Là mình sẽ bắt đầu làm dần này. Cái bước thứ hai này. Các bạn lưu ý nhé, cái bước thứ ba này này là sẽ phải dùng cái cáp DSDC mà lúc mình. Mình đã xong bước thứ ba nhá. Đấy, xong cái bước và đi dot check thứ ba thì cái series nó sẽ đổi thành cái series khác nhá. Đấy, và bây giờ mình sẽ tiếp tục các bước okay, tiếp theo. Mình sẽ chạy bước tiếp theo này. Cái bước boot này sẽ hơi lâu. Cái bước boot này cũng sẽ thường sẽ hay bị fail hay phải làm lại nhá. Ok thì sau cái bước boot device ok thì các bạn sẽ nhấn vào check SSH và các bạn nhấn vào active nhé. Thì do vừa nãy mình đang làm ấy thì có khách người ta vào nên là mình không quay được cái đoạn đấy nhá. Thì đây là sau khi mà các bạn làm xong ấy nó báo là successful activation như này là ok nhá. Còn nếu nó báo là activation fail thì các bạn sẽ phải làm lại. Nhìn nhá, nó báo rõ là không thể update được mạng này. Đấy. Có nghĩa là không nhận SIM đấy. Rồi, máy đã vào bên trong ok. Rồi mình sẽ đổi sang tiếng Việt các thứ nhá. Ok thì mình đã đăng nhập iCloud thử nhá. Đấy, đây iCloud của khách luôn. Vẫn sẽ đăng nhập iCloud và đồng bộ các thứ ok nhá. Tải ứng dụng ok. Đấy. Tải, mình đã tải Messenger về thử này. Hôm nay thì khi mình chuẩn bị up video lên YouTube ấy thì cái L-Pro nó có cái phiên bản update mới thì nó là update lên phiên bản nó 3.0 nhá. Để update lên cái tool mới ấy, thì những cái tool cũ là các bạn sẽ không dùng nữa nhá. Khi bạn mở cái tool cũ ra nó sẽ bắt là update nhá. Đấy, nó không cho dùng những cái tool cũ nữa. Đấy. À, những cái tool cũ mà ra nó đòi update này. Đấy. Thì là trong cái phiên bản 3.0 này là nó sẽ hỗ trợ cả bypass passcode khi chưa restore và bypass hello trong cái này luôn. Nhưng mà cái giá các bạn mà order cái L-Pro này nó sẽ rất là cao tiền nhá. Bên mình thì bên mình order L-Pro mình làm video để mua cho bạn xem thôi. Còn nếu như các bạn mà mang qua cửa hàng bên mình nhá. Đấy thì cái giá tiền các bạn bỏ ra để thuê bên mình làm ấy, mình xin đảm bảo là rẻ hơn cả tiền các bạn bỏ ra các bạn order cái L-Pro để các bạn phải làm nhá. Mà các bạn order làm nó còn vất vả chứ không phải là cứ đơn giản mà có MacBook mà làm mà xong được. Nó còn nhiều cái trong quá trình làm nó còn xảy ra nhiều cái lỗi mà phải xử lý lắm. Các bạn mang qua bên mình nhá. Nếu mà bypass hello nhá, bên mình sẽ bypass với giá cực kỳ tốt. Mình sẽ bán bằng tool riêng của bọn mình, giá cực kỳ tốt nhá. Giá bên mình làm bypass hello này còn rẻ hơn, mình nhấn mạnh là rẻ hơn giá gốc các bạn đi order bằng cái tool L-Pro kia nhá. Đấy. Và ngoài ra những cái máy mà chưa restore ấy, cả cái OS 15 nhá, từ X đổ về, từ 5S đến X nhá, bên mình có thể bypass nhận SIM full chức năng, giá tốt được và thậm chí là nhiều con là còn có thể off hẳn được luôn các bạn nhá. Em là Đoàn Áp Zoom nhá, dịch vụ sửa chữa phần mềm điện thoại. Các bác có nhu cầu sửa chữa phần mềm các dòng điện thoại này, unlock SIM này, mở mạng rồi thì là phá iCloud này, phá mật khẩu này, bypass iCloud các thứ thì liên hệ bên em nhá. Bây giờ OS 15 ấy nếu mà chưa chạy ấy, là có thể bypass full được nhá. Full thông báo luôn, full nhận SIM luôn nhá. Đấy, không bị lỗi gì cả. Nhưng với yêu cầu là phải chưa chạy cơ nhá. Đấy. Từ hỗ trợ từ 6S đến X. Rồi để tìm thông tin về các bác có thể search là Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên em đầu tiên. Xin cảm ơn, xin chào.